Hello anh em, mình trở lại đây. Ở phần trước ấy, thì chúng ta đã cùng nhau đi qua cách phân biệt các loại chuột thông qua đặc tính và đặc điểm ở bên ngoài. Trong phần này thì hãy cùng mình tìm hiểu sâu hơn về các thông số kỹ thuật của chuột máy tính nhé. Bắt đầu luôn thôi. Đầu tiên chúng ta đến với DPI. DPI hay còn được gọi với cái tên là Dot Per Inch. Nó là thông số mà quyết định quãng đường đi của con chuột của bạn ở trên màn hình ấy, tương ứng với mỗi inch mà con chuột di chuyển ở ngoài thực tế. Thông thường thì mỗi dot sẽ tương ứng với 1 pixel trên màn hình. Với cùng một quãng đường di chuột, DPI càng cao thì con chuột sẽ đi được một đoạn càng xa hơn. Chỉ số DPI thì phụ thuộc vào mắt đọc. Mắt đọc có DPI càng cao thì đương nhiên con chuột đấy sẽ có DPI càng cao hơn rồi. Với những con chuột cao cấp hiện nay ấy, thì DPI nó có thể đạt lên tới là 18.000 cơ. Tuy nhiên ấy, thì cái chỉ số DPI trên trời ấy, thực chất là nó chỉ để show off cái trình độ sản xuất của nhà sản xuất thôi, và chủ yếu là để quảng cáo là chính. Trên thực tế thì người ta thường chỉ sẽ sử dụng cái mức DPI khoảng 2000 trên các màn hình Full HD mà thôi. Hay như là đối với game thủ cũng vậy, gần như là DPI quá cao chả để làm gì cả. Mà nếu làm vậy thì cái độ chính xác mỗi lần vẩy chuột sẽ bị giảm đi đáng kể đấy. Và trong nhiều trường hợp ấy thì họ sẽ làm cho họ kiểu di chuyển một con chuột tới vị trí này nhá, mà tốc độ chuột cao quá, phi vèo một cái qua, mất mục tiêu, thua luôn cả game. Và về mặt kỹ thuật, DPI khi được set ở mức thấp nhất ấy, thì cảm biến sẽ hoạt động ổn định nhất. Cùng với các nguyên nhân về độ chính xác này cũng như tốc độ mà mình đã nói ở trên, thì việc lựa chọn DPI phù hợp rất là quan trọng luôn. Chúng phải đủ nhanh để xử lý được các tình huống khó, mà cũng phải đủ chậm để anh em có thể rê một cách chính xác nhất. Thông thường ấy, thì trên bao bì của rất nhiều các hãng luôn luôn làm cho nổi bật nhất cái chỉ số này ra, nào là 18.000 DPI, nào là 16.000 DPI. Đây thực ra là chỉ là một chiêu trò marketing mà thôi, vì rất nhiều người dùng phổ thông luôn có một suy nghĩ, đó chính là DPI càng cao thì chuột sẽ càng xịn. Mình muốn nhấn mạnh ở đây nhá, DPI càng cao chỉ đơn thuần nó chỉ là độ nhạy thôi, nó không hề liên quan gì đến sự chính xác cả, và cũng không hề quyết định là chuột anh em có xịn hay không đâu. Tiếp theo chúng ta đến với thông số là tốc độ theo dõi, IPS hay là inch per second. IPS cũng là một trong những thông số rất là quan trọng của chuột. Nó là tốc độ lướt tối đa mà cảm biến của anh em có thể chịu được. Nếu anh em lướt chuột nhanh hơn cái mức mà cảm biến chuột có thể chịu được ấy, thì con trỏ chuột trên màn hình sẽ bị loạn và độ chính xác sẽ giảm đi rất là nặng nề. Nó là một thông số mà có yêu cầu càng cao càng tốt để có thể đáp ứng được mọi nhu cầu từ chơi game cho đến văn phòng. Hầu hết mọi con chuột bây giờ ấy, đặc biệt là các loại chuột gaming, thường thì các hãng sẽ cho IPS rất là cao, nên anh em không phải quá lo về cái thông số này đâu nhá. Tiếp theo sẽ là polling rate, tốc độ phản hồi. Đây là một thông số về tần số trao đổi tín hiệu giữa chuột và máy tính. Như anh em đã biết thì cổng USB sử dụng tần số giao tiếp tối đa là 500 Hz, tức là cứ 20 giây thì các thiết bị sử dụng USB sẽ trao đổi thông tin về máy tính một lần. Như vậy thì độ trễ tương đương sẽ là 20 giây. Tương tự với các tần số đáp ứng khác là 125 Hz hay là 1000 Hz thì sẽ có độ trễ là khoảng 80 giây hoặc là 1 giây. Polling rate càng cao thì độ trễ của tín hiệu sẽ càng thấp, chuột và máy tính sẽ càng nhanh chóng xử lý các thao tác của anh em nhiều hơn. Với các loại chuột có polling rate lên tới là 1000 Hz ấy, thì đồng nghĩa với việc là chúng đã được ép xung để việc truyền tín hiệu vượt quá cái ngưỡng tiêu chuẩn của cổng USB. Trên thực tế thì mình thấy là polling rate lên để khoảng 500 Hz là vừa đủ để giúp chuột hoạt động ổn định ở trên mọi loại game. Thông số tiếp theo chúng ta có là leap off. Cái loại này thì nó khá là dễ hiểu so với các thông số ở kể trên. Leap off cho biết độ cao tối đa mà khi nhấc chuột khỏi mặt phẳng ấy thì chuột tới đâu thì sẽ không sử dụng được nữa. Ví dụ như kiểu là con chuột anh em có leap off khoảng 5 mm chẳng hạn, thì nếu mà anh em dựa nhấc con chuột đấy lên khỏi cái bàn di của anh em trên 5 mm thì nó sẽ không nhận được nữa. Còn nếu mà ở khoảng từ 1 đến 5 mm đấy thì nó vẫn nhận bình thường. Vậy thì tại sao lại phải quan tâm đến leap off? Nếu anh em đã từng xem các kiểu giải pro gamer thi đấu ấy, đặc biệt là cái game thủ FPS, thì anh em sẽ đều thấy họ sử dụng chuột ở cái mức tốc độ chuột rất là thấp và phải di ở trên một khoảng rất là rộng ấy. Điều này sẽ dẫn đến là cái thao tác nhấc chuột sẽ xảy ra khá là thường xuyên. Và với một con chuột có leap off rất là cao ấy, thì anh em sẽ nhanh chóng cảm thấy sự khó chịu khi mà hồng tâm thường xuyên bị lệch mỗi khi nhấc chuột lên. Vì vậy mà đối với những game thủ FPS thì việc chọn một con chuột có leap off cao nó là một điều cực kỳ tối kỵ. Và ngược lại, nếu mà thông số này quá thấp thì sẽ dẫn đến việc là gián đoạn tín hiệu. Đa số các dòng chuột chơi game hiện nay thì đều có cái khoảng cách leap off khá là ngắn, từ khoảng 1,5 mm đến 2,5 mm tính từ bề mặt di chuột cho đến đáy của con chuột. Và cuối cùng đó chính là switch chuột. Vâng, anh em không nghe nhầm đâu, chuột nó cũng có switch luôn đấy. Switch chuột chính là chiếc công tắc nhỏ nằm dưới ở mỗi phím chuột. Chiếc công tắc này chính là phần để tạo ra tín hiệu khi anh em click chuột, đồng thời cũng là phần quan trọng để tạo ra cái cảm giác click 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 của anh em. Phần lớn các mẫu chuột chơi game đến từ các hãng lớn hiện nay thì đều sử dụng on-ROM để làm switch. Tuy nhiên thì vẫn có một số hãng đi hướng khác, ví dụ như cả là Zoe của BenQ, họ sử dụng switch của Huano chứ không phải là của on-ROM. Cái này không phải là để tiết kiệm chi phí đâu, mà bởi vì là Huano nó cho lực nhấn cứng hơn và ánh chính phím cũng sâu hơn. Kiểu switch này thì tối ưu hóa cho những con chuột sử dụng chuyên FPS. Cùng là một hãng sản xuất, tuy nhiên các loại switch có độ bền khác nhau thì sẽ lại cho cảm giác nhấn khác nhau. Ví dụ như là cùng đến từ on-ROM, nhưng cái loại switch mà có độ bền là 20 triệu lần nhấn ấy thì sẽ cho cảm giác nhấn cứng hơn và đanh hơn rõ ràng khi so với loại mà chỉ có độ bền là 50 triệu lần nhấn. Vì vậy cho nên là khi mà anh em đi chọn chuột ấy, không phải là cứ nhìn vào độ bền nó càng cao thì càng tốt đâu, mà cũng không phải là cứ switch đến từ on-ROM là tốt. Quan trọng hơn là anh em thích cái nào, anh em hợp với cái nào thì loại đó là loại tốt nhất dành cho anh em.
Nhớ điều này nhá. Và vừa rồi đó chính là những chia sẻ của mình xung quanh những thông số rất là quan trọng của chuẩn máy tính. Liệu anh em thấy đâu là loại cái thông số mà quan trọng nhất đối với anh em? Hoặc là anh em đang dùng loại chuột nào? Anh em có thích loại chuột đấy không? Nhớ chia sẻ xuống bên dưới nhá. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.